Rồi hello, chào 500 anh em ha. Thì hôm nay mình vừa mới lên cây Agrobuick Full System. Thì đây là cái cây Agrobuick mà mình đã đi trước đây đó. Nhưng mà mình đã bỏ cái bầu đi rồi. Thì tại sao bỏ bầu? Lúc trước là mình đã dự định là để cái bầu lại cho nó êm. Nhưng mà mình đi một thời gian thấy người ta tạt đầu mình nhiều quá. Người ta cứ quẹo quẹo trước mặt mình không à. Người ta không nghe. Bị bô nó đi, nó mình đi bình thường nó êm lắm. Với lại hàng xóm của mình đó là đi mô tô mà sao cái bô êm quá. Thì nó cũng nguy hiểm. Thì thôi, mình lên luôn cái cổ cho vừa lòng hàng xóm. Đây đây, mình quay cho các bạn xem ha. Đây. Đây là cổ thái thôi. Cổ inox thái thôi. Cái này mình nếu mà mình đánh lên thì nó sẽ sáng bóng, màu trắng bóng. Cái này mình để gì thôi là được rồi. Cái này nó làm tương tự với cái cổ Agrobuick chính hãng á. Nó giống hệt à. Cổ thì mình chơi hàng pha ke được. Còn cái bô thì mình chơi hàng chính hãng nha. Bô Agrobuick Racing Line hàng chính hãng. Rồi, cái này ốp thôi. Rồi để mình bật máy xe cho anh em nghe thử á, thì cái bô này mình đã gỡ hết tiêu ra rồi. Tức là nó sẽ thông từ cổ tới lon luôn. Đi từ rất là xa người ta vẫn nghe thấy mình nè. Nhưng mà nói chung là bô độ mà không gắn tiêu thì nó sẽ ồn. Đó, cho nên là mình chỉ đi những trường hợp cần thiết thôi, mình đi những đường quốc lộ thôi. Nay gỡ ra cho nó nghe vui vẻ một chút. Nay là thứ bảy mà. Tí mình gắn cái tiêu cho anh em nghe thử ha. Thì khi mà mình gắn cái tiêu vô rồi á, thì cái tiếng nó trầm đó các bạn có thể đi vô những đường hẻm nhỏ nhỏ, nó sẽ to buji là cái chắc rồi, nhưng mà nó không có quá ồn ào đâu, nó trầm lắm. Với lại mình đi ga nhỏ nữa cũng không ảnh hưởng người ta nhiều, cho nên là mình luôn thủ sẵn một cái tiêu trong như nè, đặng khi mà mình vô cái hẻm nhỏ đó, hoặc là giờ linh đó các bạn, có nghĩa là giờ mà chắc khuya hoặc là giờ trưa á, là mình sẽ gắn cái tiêu này mình chạy. Rồi mình xét tới hiệu năng của cái xe có giảm đi không, thì khi mà mình lắp mình bỏ cái bầu đi á, thì hiệu năng xe nó sẽ giảm, điều đó là hiển nhiên các bạn, vì nó sai thông số nhãn sức rồi. Thì cảm giác chạy của mình á, khi mà mình gỡ cái tiêu ra luôn nha, mình gỡ cái tiêu là nó thông thống luôn đó, là mình chạy nó cảm giác nó sẽ hụt hụt hơi, cụ thể là ở vòng tua là khoảng 8-9 ngàn vòng đó, nó sẽ hụt một chút, nhưng mà nó không ảnh hưởng quá nhiều đó các bạn, nó không có chênh lệch nhiều lắm đâu, nó vẫn mạnh, đặc biệt là cái ga đầu nó sẽ bốc hơn zin. Đó là nó thoáng. Còn khi mình để cái tiêu vô thì nó gần như là nó không hụt luôn. Các bạn chạy không cảm giác đâu, nhưng mà mình để tại chỗ mình chặn ga thì sẽ thấy nó sẽ hơi hụt nhẹ. Rồi thì nếu mà anh em muốn nó trầm hơn á và nó cái hiệu năng xe nó đảm bảo luôn á, thì anh em gắn cái tiêu trong này nè. Nhớ là loại này nha. Trên thị trường nó nhiều loại tiêu lắm, có thể là tiêu tổ ong rồi tiêu đầu đạn nhiều loại lắm, cũng mắc tiền hai mấy trăm ngàn á. Nhưng mà theo mình là cái loại này, mình chạy nhiều lần đó mà. Cái loại này nó là giúp giúp cái xe nó đảm bảo hơi nó không có bị thoát ra quá nhanh đó, nó không có bị hụp nữa, mà đổi lại là cái tiếng nó sẽ trầm hơn nữa, nó trầm hơn cái lúc mình không gắn hết trơn á đó. Đó, tiếng nó sẽ nhỏ hơn và trầm hơn nữa, cho nên là gắn cái này nó cũng là một cái hợp lý. Mình cũng thử sẵn cái này nè, lâu lâu đổi gió mình gắn cái này lại.
bullshit.